đó 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 đó, dứt vô cả nhà, lên nè, lên nè nè, đó một con, đó 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 đó, dứt đó, dính rồi, đó 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 đó, ôi cá này nhỏ quá vậy, chết bà rồi, cá bự rồi. Ôi trời ơi, ôi xui vậy cả nhà ơi, xui cá bự nó ăn rồi. Ôi, cá bự nè, cá bự này sao câu cá rô mà sao dính cá bự quá là sao bắt. Xin chào cả nhà nha, chiều hôm nay hết mồi cả nhà, mới 60.000 câu, nhấp nhấp thử kiếm màu với có cảm giác câu chưa, mình câu cho cả nhà xem nha. Đó 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 đó. Chó sủa la quá. Đó 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 đó, dứt vô cả nhà, lên nè, lên nè nè, đó một con, quá đã luôn cả nhà. Một cá rô mề ngon nha, im chưa, kiếm phải chừng 5 con thì được rồi nè, quay gần cho cả nhà xem nè. Đó hôi hôi, cá đã rồi, đã ghê chưa, vậy kiếm mà vậy quá chừng. Rồi vô cái thùng đi, tiếp cái nhà, một con rồi đó, cá bự rồi, rút môi ra, hết môi ra, tiếp cái nhà, mới vừa câu hết môi, cá bự quá ăn giờ không được. Đó 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 đó, giật đó, dính rồi, dính rồi. Ôi cá này nhỏ quá vậy, cá này bé xíu, bắt luôn rồi hả, ơi rớt luôn rồi, nhỏ quá rớt luôn rồi, đây rồi cái gai nó khủng khiếp, cá đực hay gì lấp xẹp, hai con quá đã, tiếp cả nhà, ôi nó ụt rồi, ụt còn sung quá, ngồi nhỏ xíu đây nè, câu cá rô thôi chứ mấy cá trê nó đó đó đó, đó. Phao nó nhõng nhõng lên rồi đó, phao nó chạy mà nó không dứt ra. Ừ. Đâu mà tắt chưa? Đó, 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 đó.
Đó 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 đó. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Ôi nó yếu vậy. Đó, đó. Con chứ à. Con chứ Caro. Lâu quá. Hai bị nhét rồi. Thôi. Không chơi với cá trê. Dữ quá. Đó, 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 chụp nha, chụp nha. Rồi. Đó, chụp. Chết cha, cái gì rồi. Chết mẹ rồi. Cái cá bự rồi. Ôi dồi ôi. Ôi. Xui vậy cả nhà ơi. Xui cá bự nó ăn rồi. Ôi ôi, cá bự nè. Cá bự này sao. Câu cá rô mà sao dính cá bự quá, sao bắt. Đây để mình lấy cái vợt canh bắt nha cả nhà. Đây nè. Rồi nhát luôn rồi. Quá trời cá. Cái dây nhỏ xíu câu cá rô mà dính cái đó. Bự quá trời bự rồi. Đây để mình lấy cái vợt canh nè. Mình vớt cả nhà cho cả nhà xem nha. Xem cá trê này. Lên này cả nhà. Vớt lên cá trê rồi. Trời ơi. Cá trê này còn mấy ký mà. Dính được cái trê vàng. Ồ cái trê nó to nó mập nè. Cái trê hồng. Đã chưa. Trời ơi 4-5kg luôn. Có bạn nào cần cá trê này không? Mình chia về cho nuôi kiển nha. Chứ cá này không dám ăn. Thấy nó không giống như cá bình thường. Nên mình thở nuôi kiển. Có bạn nào nuôi kiển mình tặng cho con. Cá trê hồng bị chán luôn. Ôi, đã chưa nè. Cái lưỡi câu cá rô con tí xíu. Dính cá trê hồng. Bự thiệt chứ. Quá đã. Mập quá trời mập luôn, có trứng nữa nè. Ôi ôi. Ôi ôi, có bụng nè. Bụng có trứng hay gì vậy? Quá trời cái bụng luôn. Dính cá trê quá trời đá luôn. Rồi nhốt lại nuôi kiện tiếp. Chỗ kia dính cá bự quá nhát rồi. Nhấp vào mấy chỗ này kia này. Có được gì không? Ha!
Câu được con cá bự quá, sau đó nó không ăn nữa. Bây giờ mày quay cho cái nhà cái ổ ốc của mình nha. Đây, ở đây cả nhà xem nè, trong đó có thả một con beta nữa nha. Mốt mình sẽ ép beta trong đây luôn cho nó nở dừa, có ốc dừa có beta thư giãn cả nhà. Nè, đây là cái ụ thứ hai sắp nở rồi cả nhà, đang thui trơn rồi đó. Cái ụ bên đây nở gần hết rồi nè. Hôm rồi bên kia mình thả mấy trái chuối, thả mấy trái chuối vô cái làm hư hết một ụ, cái mình lấy một ít cái mấy con còn sống á, mình thả qua bên ụ bên đây. Nhà xem nay nó to rồi, ngốc nhóc luôn, nó bự hơn rồi nè. Bây giờ đi lấy trứng bỏ vô cái khay này tiếp nha. Ở phía dây phía dưới đây nó còn một ít nữa cả nhà. Nó đã ghê không, cho mấy con này nó ra coi, mấy con này con nở nữa nha. Nó nở cái lúc nó nở cái vỏ nó mềm xùi nha, mình đụng vô nó mềm xùi rồi luôn. Mình dưới đây mình có khoét một cái lỗ đây nè, khi nó nở cái nó đi theo mấy cái lỗ này nó ra đó, nó lọt ở dưới rồi cái mình để tiếp tục các cái trứng ở trên đây nữa, cái nó nở nó lọt nữa, một là nó đi ra đường này, hai đi ra đường này. Bên đây cũng vậy, bên đây cũng có dưới cũng có cái lỗ, hình như mình nhúng nước nó thoải mái rồi nha. Mình cũng mới nuôi nha, cũng học tập kinh nghiệm thôi, nên cả nhà thông cảm có gì góp ý chung. Mấy trứng mà nó gần nở là nó đen dần dần, ở dưới đây gần nở rồi nè. Mình cho nó có lỗ đó, rồi nó nở nó rớt xuống đó, hoặc là nó bò theo cái đường này nó đi ra, cũng khá khá cả nha. Tóm lại cũng có đụng kích ấp giống, cũng mất hết một bài học kinh nghiệm là mất hết một ụ giống như vậy. Chúng thôi này nhiều hơn, có mấy con bự chảng luôn cả nhà, cái này thấy không? Đó. Này bự ra chưa, cũng tương đối cũng khá khá cả nhà. Thấy nó cũng ổn rồi đó, môi trường vậy là thấy nó ổn. Mấy con hôm trước là môi trường có vấn đề là nó bò lên trên đó, giống như nó kiếm đường đi ra, còn nay thì nó ở dưới nó ăn. Hôm nay là không dám cho ăn, chỉ cho ăn bèo thôi, thả nhiều quá chỉ cần dư miếng thôi là nó hư nước rồi. À, cả nhà thấy bên ta ở mình không, bên ta máy nè, thả ở đây cho nó có trứng, mốt thả thêm con trống nữa vô, ép bên ta trong đây luôn. Không biết bên ta này nó ăn ốc không, chắc ăn mình nghĩ chắc ăn không được cả nhà, tại vì con ốc cũng có vỏ cứng, có mấy con bị chán luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi lâm thêm một ít trứng nữa để bỏ vô đây nữa nha, bỏ ở đây để cho nó nở con cái trong cái chỗ này. Rồi chừng nào chỗ này đình nhiều quá mình sẽ làm chỗ y vậy nữa, cứ thay đổi vậy. Mình nuôi theo mô hình nhỏ nha cả nhà, chứ không phải là mình nuôi trại, nên cả nhà xem mình nuôi rồi vừa nuôi chơi mà vừa kiếm thêm thu nhập, kiếm thêm thức ăn cho gia đình nè cả nhà. Giờ vớt một ít nữa mình bỏ vô nha. Nè cái nhà xem này, đã nhóc là một trứng nè. Bên đây được một ổ nè, có con nhái hai ổ, cái này được hai ổ. Ôi con ốc nó lên đẻ xong rồi nó chết luôn rồi, kỳ vậy, cái ốc chết nữa, được hai ổ. Còn phía bên đây cái nhà xem nè, ba ổ, bốn ổ, năm ổ, tội ngay đây quá trời một cục luôn, năm sáu luôn. Nói tương đối cũng nhiều cả nhà, mà nó chết dần dần, làm như nó già hay sao, nó chết dần dần ở trên đây trường ổ nè. Ổ này cũng khá chứ, dứt luôn. Rồi lấy được một ổ rồi, mình thu hoạch mình cho vô cái ụ này luôn cả nhà. Ụ này nó còn mấy con đó, nó tự bò ra nè. Đó, như vậy nó dính nó đây, một ổ xích luôn nguyên này lên rồi thả xuống.
ấu này mới đẻ còn mềm. Hai ấu, ấu này nhỏ đó nè. Đây nãy ấu nó ướt mưa, rớt xuống nè. Ba ấu. Bốn ấu. Đây nó khôi nhóc luôn cái này nè. Đẻ đã kìa, đẻ trên đây nó quá trời luôn. Nè. Năm ấu. Ôi ôi, nguyên một cục lên để đẻ mít nè, làm như là con đẻ hay sao, lên ngay chỗ này đẻ bao cây này dính luôn à, rồi nó mềm xuôi cả nhà, bỏ lên lần hai ấu luôn nè, hai ấu luôn, mấy ấu quên rồi, đây được năm ấu, đẻ quá. Mình thấy nó hơi mềm, không biết là các trại nuôi nó cứng không. Ấu mình làm như nó chưa cứng á, nó còn hơi mềm. Tổng cộng được nhiêu đây nữa cả nhà, được ngủ nữa nè. Bữa hai bữa nữa là mình được ngủ nè, đem vô bỏ vô cho nó nở trong cái dèo đó cho nó đầy luôn. Rồi năm mốt mốc nào nhiều quá thì mình làm thêm cái chỗ khác cho nó nở. Rồi để vô đây luôn nha cả nhà, để đây cho nó nở, cho nó từ từ, nó cứ từ từ nở. Mấy cái trứng này chắc cũng còn được, mốc cái ụ này mà nó nở cái nữa là nhiều lắm cả nhà, nó mấy con bự rồi nè, nhìn thấy rồi, to rồi, cũng nhanh chứ. Quá ok luôn á. Vậy là có giống rồi cả nhà. Tuy là nó mấy con giống của mình nó cũng hao hụt dần dần. Nhưng mà không sao. Khoảng chừng một tháng nữa là mình sẽ có giống để mình gầy ra tiếp tục và nhiều hơn nữa. Năm rồi thì cái chỗ này nè cái này. Bên đây nè. Mình đã làm nước lại cho nó sạch rồi đó. Này là có thể bỏ vô nuôi được rồi nhưng mà chắc không, để ép cá benta luôn. Cả nhà xem ở dưới đáy á, là nó có một số con ốc chết, ốc con chết cũng nhiều lắm chứ không phải một số, đa số chết nhiều quá. Còn lại có mấy con này chắc là nở sau luôn, rất là ổn, cũng là bài học kinh nghiệm. Thả có nửa trái chuối rồi cả nhà mà nó ăn không hết á, có cái đầu nó làm hư nước. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem nha, cả nhà nhớ theo dõi cái mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ của mình nha. Vừa mình có thể nuôi ở những cái chỗ mà ít diện tích cũng được cả nhà, chủ yếu là mình đam mê thôi. Rồi, trời ơi. Được rồi nha, được rồi. Đó. Đó chưa. Được. Ôi trời ơi, cá trê này chắc xảy ở trong hồ ra sao nhỏ xíu rồi, giật nhẹ, tưởng đâu có sạch cái nhà cá trê con, chắc nó xảy từ khoảng ở trong dèo hay sao, giật nữa bút rồi, mút nữa còn gì đây. Rồi hết rồi, mồi này bén hơn mồi nãy. Đó. Vào chạy. Đó. Giật. Ôi rồi, vô coi. Thôi, giật cái pháo cho nước cái nha. Đó. Ui, đỡ trời ơi. Cái gì thế? Ôi, cá trê bự hơn cá nãy chút xíu. Ở đây mương này cá trê nhỏ. Quá chừng luôn cả nhà ơi. Đã ghê chưa? Cá trê này nuôi lại tiếp, bỏ vô ao nuôi tiếp. Nay câu thư giãn trong cái hồ của mình mà dính cá nhỏ không á nha. Không có cá chiều nướng ăn gì hết. Có mấy con mà hơi nhỏ nên thả lại hết rồi cả nhà. Chủ yếu là thư giãn chơi. Làm cái hồ để mình vừa thả nuôi vừa
có cá tự nhiên, rồi chiều chiều ra cho ăn, rồi nay nó lớn rồi, câu có được mấy con cá lớn để ăn, mà nay không hên, câu được mấy con cá nhỏ không. Rồi một buổi chiều thư giãn, hẹn gặp lại cả nhà ở thời gian sau nhé.